Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn về toàn cảnh khu đô thị Vinhome Grand Park tại thành phố Thủ Đức, là quận 9 trước đây. Dự án có quy mô 271 hectare, gồm phân khu căn hộ The Rainbow, The Origami và chuẩn bị sắp tới sẽ triển khai một căn hộ The Library và một căn hộ phong cách Nhật Bản là The New Yako. Thì hiện tại trước mặt là các bạn đây, tôi xin giới thiệu với các bạn đây là phía này, đây là phân khu căn hộ The Rainbow hiện đã hoàn thiện và đi vào bàn giao cho cư dân và đang hoạt động tại đây. Thì phân khu The Rainbow này nó sẽ có 17 tòa căn hộ thiết kế theo chữ T, chữ Z và chữ U. Dưới chân các tòa căn hộ là những căn sốt. Hiện tại thì chủ đầu tư cũng đang mở bán căn sốt và đại đồ ở tại đây rồi. Khách hàng thì có thể là mua để kinh doanh đối với những cư dân tại đây. Còn phía bên này đây, tôi sẽ hướng dẫn ở đây cho các bạn xem. Đấy, thì phía bên này đây là phân khu The Origami với phong cách Nhật Bản. Phân khu này thì là được hợp tác phát triển bởi Vinhome và hai đối tác của tập đoàn Nhật Bản, cho nên là cái thiết kế của nó cũng phong với phong cách Nhật Bản. Thì hiện tại thì đây là cái phân khu này gồm 21 tòa căn hộ, nó sẽ nằm ở đây và dọc cái trục đường này đây, các bạn sẽ là thấy là đường vành đai 3 và quy hoạch đường vành đai 3 sắp tới sẽ đi qua đây. Đấy là phân khu The Origami. Chúng ta sẽ quay sang đây một chút. Thì đây là cái khu đất này đây, thì đây khu đất này đây, xin các bạn, đây khu đất này từ đây đến đây và vòng ra phía bên này là khu đất thuộc phân khu The Miyako. Khu đất này cũng được phát triển và hợp tác bởi Vinhome và đối tác của Nhật Bản là tập đoàn Mitsubishi và Nubiaro. Cái phân khu này hiện tại thì là cũng đang chưa triển khai. Thì sắp tới thì chủ đầu tư sẽ triển khai ở phân khu 4 này đây, là khu The Library. Phân khu này thì được đặt tên theo khu Review của bên Mỹ, thì phong cách của nó sẽ là thiết kế hiện đại và phong cách Mỹ. Thì phân khu này thì nó sẽ có một tòa căn hộ là tập đời em bay, thì sẽ là tiêu chuẩn của nó là tiêu chuẩn căn hộ Vinhome Diamond, nó cũng tương tự như cái tiêu chuẩn của dự án Vinhome Golden Hill và Amazon của Vinhome đã phát triển trước đây tại quận 1. Đây cái phân khu này đây, cái khu này thì là hiện tại đây là trung tâm thương mại Vincom Megamall, nó có quy mô là hơn 48.000 mét vuông sàn thương mại, có thể là được coi là trung tâm thương mại Vincom lớn nhất khu vực miền Nam của Vincom, của tập đoàn Vingroup. Đây hiện tại là đang xây và đang xây hầm. Trường thi công của bên này đây, là từ đây và đến đây đây. Thì khu này thì là đã được Vinhome chuyển nhượng cho tập đoàn Mitsubishi. Nó được đặt tên khu căn hộ Mitsubishi Center Point. Trong khu này nó sẽ có 10 tòa căn hộ và sẽ gồm 2 phân khu tại đây. Tiếp tục ta chuyển sang phía bên này đây, đây là khu The Manhattan, đây hiện tại là đây là khu nhà phố biệt thự và nhà phố thương mại xuất khẩu đang đang thi công tại đây. Đây là khu nhà phố thương mại Manhattan, và phía bên này đây là phía xa bên này là khu The Manhattan Glory. Đây là Manhattan Glory. Đối diện phía bên này đây là sông Đồng Nai, sông Đồng Nai. Và phía bên này là sông Đồng Nai.
các bạn nhé. Phương pháp tổng số đường nai sẽ là đường này, thì đường nai nó sẽ rộng hơn, rất là rộng. Phương pháp đây là cầu Long Đại đang được triển khai đang thi công. Cầu Long Đại nó sẽ nối từ đường Đường Phước Thiện đường này. Cầu Long Đại đây. Quay ra đây view về phía sông đường nai đây. Hiện tại từ cái tầm view này là mình đang đứng ở ngay giữa trung tâm của công viên 36 hecta. Biển hồ và bãi cát trắng, cát này là được chuyên chở từ bãi biển Nha Trang về. Đây là cát trắng và rất là mịn. Qua CP hướng dẫn đến sông Đồng Nai được hai bên chỉ cách nhau một con sông thôi. Hiện tại là bây giờ là mình chúng tôi cũng đang phân phối các sản phẩm tại dự án Vinhome và Vinpark. Nếu các bạn có nhu cầu những cái thông tin hoặc thắc mắc hoặc là tìm hiểu để tư vấn mua sản phẩm tại dự án này, có thể gọi số điện thoại 0909 910 884. Cảm ơn các bạn, tôi đang giới thiệu với các bạn toàn cảnh khu đô thị Vinhome và Đan Bắc tại thành phố Thủ Đức trên cái mô hình là ứng dụng là công nghệ là 360 độ view, để là xem toàn cảnh và chuyển xung quanh. Thì ngoài ra mình nghĩ thì chúng tôi cũng sẽ để một số cái link với thông tin về các cái dự án mà được sử dụng và những công nghệ là 360 này để chúng ta có thể tham khảo. Một số dự án của chúng tôi cũng có những cái video 3D của hình thực tế dự án này, hoặc là của các căn hộ mẫu thực tế, rất nhiều dự án các bạn có thể vào đấy để xem và nhìn trực tiếp, có thể là tự khám phá bằng cách là di chuyển chuột hoặc là vuốt chạm trên điện thoại hoặc là tính bảng các bạn. Thì sắp tới thì cái trong này sẽ mở bán và tại chúng tôi đang nhận cứu chỗ.